Bạn thân mến, hôm nay cô Nhung lại tiếp tục đồng hành với chúng mình ở chuyên đề tiếng Việt. Và bài ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình tổng kết về từ vựng. Bài tổng kết về từ vựng, chúng ta sẽ có 3 tiết để tổng hợp. Các con hãy giờ xây khoa trang 122, 123, 124, 125 nữa nhé. Và trong tiết thứ nhất, trong tiết ngày hôm nay cô sẽ tổng kết ở 4 phần. Phần 1 lớn, từ đơn và từ phức. Phần 2 lớn, thành ngữ. Phần 3 lớn, nghĩa của từ. Phần 4 lớn, từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ. Chúng mình sẽ đi vào bài học nhé. Trước khi đi vào bài học, chúng mình cô muốn nhắc lại với các bạn một số kiến thức. Các bạn hãy hoàn thành sơ đồ sau cho cô. Hoàn thành về sơ đồ cấu tạo từ, đúng không? Các bạn sẽ có một vài giây để chúng ta suy nghĩ. Vậy thì cấu tạo từ tiếng Việt thì gồm những từ loại gì? Đây là bài tập rất là dễ đúng không? Chúng mình có thể làm rất là nhanh. Cấu tạo từ tiếng Việt thì bao gồm hai loại từ chính, đó là từ đơn và từ phức. Từ phức của tiếng Việt lại được chia thành từ ghép và từ lấy. Như vậy các bạn hãy nhớ cái sơ đồ này của cô nhé, để chúng ta hãy nhớ về cấu tạo của từ tiếng Việt. Chúng ta sẽ đi phần tổng kết thứ nhất. Đó là chúng ta sẽ tổng kết về từ đơn và từ phức. Một lớn, từ đơn và từ phức. Chúng mình còn nhớ khái niệm về từ đơn và từ phức không? Chúng mình hãy nhớ, hãy dở sách khoa trang 1 và trang 2. Phần 1, chúng ta phải ôn lại khái niệm về từ đơn và từ phức và phân biệt các loại từ phức. Chúng mình còn nhớ không? Nếu như không nhớ thì các bạn hãy lưu ý cô nhắc lại với các bạn này. Từ đơn. Từ mà chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn. Các bạn nhớ chưa? Chỉ có một tiếng là từ đơn. Và từ gồm hai hoặc nhiều tiếng trở lên chính là từ phức. Khái niệm về từ đơn và từ phức. Như vậy chúng ta phân loại, phân biệt giữa từ đơn và từ phức rất là dễ, đúng chưa nhỉ? Vậy thì có những các loại từ phức nào ở phần kiểm tra bài cũ cô đã nói rồi đúng không? Chúng ta có từ ghép và từ lấy, đúng chưa nhỉ? Chúng ta có từ ghép và từ lấy. Thế nào là từ ghép? Thế nào là từ lấy? Có còn nhớ không? Đây là từ ghép này các bạn này. Những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa gọi là từ ghép. Các bạn nhớ nhé. Nó là từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa. Cô nhấn mạnh từ nghĩa, đó chính là từ ghép. Còn từ lấy là thế nào? Là những từ phức có quan hệ lấy âm giữa các tiếng được gọi là từ lấy. Như vậy, từ ghép, các từ có quan hệ với nhau về nghĩa. Từ lấy, các từ ghép lại, các từ có quan hệ lấy âm giữa các tiếng thì đó là từ lấy. Cô sẽ lấy ví dụ qua hệ thống bài tập. Chúng ta làm bài tập số 3 trong sách giáo khoa. Phần thứ 3 là phần bài tập. Trước hết các bạn hãy nhìn vào bài tập 2 trong sách giáo khoa trang 122. Các bạn hãy xếp những từ sau, những từ trên bảng đó. Đâu là từ ghép và đâu là từ lấy? Ngặt nghèo này, nho nhỏ này, giam giữ, gật gù, bó buộc, tươi tốt, lạnh lùng, bọt bèo, xa xôi, cỏ cây, đưa đón, nhường nhịn, rơi rụng, mong muốn lấp lánh. Và hệ thống này các bạn hãy ghép cho cô thành hai cột, từ ghép và từ lấy. Chúng ta làm thật nhanh. Chúng mình đã xong chưa? Nho nhỏ là từ lấy, gật gù là từ lấy, lạnh lùng là từ lấy,
Xa xôi là từ láy, lấp lánh là từ láy. Và những từ còn lại, những từ còn lại thì đó chính là từ ghép, đúng chưa các bạn? Như vậy cô chỉ gạch chân những từ láy và phần còn lại chính là từ ghép. Bài tập số 2, bài tập số 2 chính là bài tập 3 trong sách giáo khoa. Trang 123, trong các từ láy sau đây, từ láy nào có sự giảm nghĩa?